Gần đây, nhiều học sinh trường trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị ngộ độc nghi do sử dụng nước uống miễn phí được phát ở cổng trường. Những món ăn vặt ngoài cổng trường thường có màu sắc sặc sỡ, bắt bắt, tẩm ướp nhiều loại gia vị hấp dẫn để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Đáng lo ngại, những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mắc, không hạn sử dụng, chứa nhiều phẩm màu và chất bảo quản luôn cuốn hút học sinh là mối nguy hại đối với sức khỏe của thế hệ tương lai. Để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ ngộ độc thực phẩm do sử dụng hàng hóa mua ở ngoài cổng trường, các trường học đã có quy định về việc học sinh không ăn quả vật tại các cửa hàng rong ở khu vực cổng trường, không được mua đồ ăn vặt mang vào lớp học. Thế nhưng, bằng cách này hay cách khác, học sinh vẫn mua được những món đồ ăn vặt yêu thích ngay tại cổng trường học, thậm chí là mua ngay trong giờ ra chơi dù không mở cổng trường. Người bán hàng sẵn sàng tuồn các loại đồ ăn vặt qua tường rào cho các thượng đế nhí.